Chào các bạn, thì ngày hôm nay ấy, mình xin nói về cách thức để mà làm buôn bán nhà đất, mình bán nhà đất, mình mua nhà đất an toàn, mình mua rẻ được một cái lô đất nào đó, đúng không? Thì bây giờ ấy, cái vấn đề đầu tiên của chúng ta ấy, là cái vấn đề chúng ta kiểm tra cái tính pháp lý, hợp pháp của cái lô đất mà chúng ta mua, chẳng hạn trong trường hợp chúng ta mua đúng không? Trong trường hợp chúng ta mua ấy thì chúng ta phải dùng số đó là số chính. Ví dụ như bạn là người đi mua thì bạn mới yêu cầu gia chủ là bây giờ hãy đưa ra cái số đó chính lên cho tôi để tôi xem. Vì có nhiều trường hợp các bạn, nhiều trường hợp nhé. Ví dụ bạn mua cái lô đất đó nhưng mà cái người môi giới hoặc là cái người chủ nhà ấy, nó đưa ra cái số đỏ mà photo hoặc là nó che giấu tên đi, thì trong trường hợp đó chúng ta không mua, không nên mua, đúng không? Bởi vì biết đâu được cái số đỏ chính đấy nó đang ở ngân hàng thì sao, nó đang ở một nơi nào đó khác thì sao. Cho nên chúng ta phải đặc biệt lưu ý đến vấn đề này. Còn vấn đề thứ hai trong cái việc mà kiểm tra tính hợp pháp của nó là ví dụ như là trong trường hợp mà chuyển quyền sử dụng đất, căn hộ chung cư hoặc là nhà ở khu dân cư cũ, ba trường hợp, ok chưa? Chuyển quyền sử dụng đất, căn hộ chung cư và nhà ở khu dân cư cũ, ba trường hợp này thì chỉ mua bán khi nhà đất đã có sổ đỏ. Tôi nhấn lại cái trường hợp này đấy. Và cái vấn đề tiếp theo đó là chúng ta sử dụng cái người môi giới nhà đất. Chúng ta khi mà chúng ta bán nhà thì chúng ta cũng phải có môi giới. Môi giới là cái người mà người ta biết rõ nơi nào có nhiều người mua nhất. Họ biết thông tin, họ biết khai thác cái điểm mạnh và điểm mạnh và che giấu cái điểm yếu căn nhà lô đất mà bạn đang sở hữu. Do vậy bạn phải sử dụng môi giới, kể cả người mua cũng phải sử dụng môi giới. Đấy. Đây là cái vấn đề cơ bản. Mà các bạn sử dụng môi giới ấy, thì các bạn phải thông minh. Lẫn người mua và người bán phải sử dụng thông minh. Bởi vì chúng ta phải hiểu bản chất của môi giới. Bản chất của môi giới là kết nối người mua giữa và người bán. Họ làm nhiệm vụ là chốt cái hợp đồng. Bên mua và bên bán phải trả phí cho môi giới. Mà thông thường ấy, nếu bạn là người bán thì bạn phải trả phí cho họ. Còn nếu bạn là người mua thì có nhiều trường hợp chúng ta không cần phải sử dụng môi giới. Nhưng mà mình cũng nhấn mạnh cái điều này này, đó là khi mà chúng ta đi mua ấy, chúng ta cần phải nói cho cái người môi giới biết là cái lượng tiền mà các bạn đang sở hữu. Ví dụ bạn sở hữu 1 tỷ thì bạn chỉ mua cái căn nhà trị giá là 800 hoặc là 900 gì đó thôi, không thể nào mua hơn được, đúng không? Thì cái người môi giới họ biết, mình nói với người môi giới họ biết mà họ hoạch định chiến lược cho ta, họ tìm nhà cho chúng ta, đúng không? Khi mà chúng bên mua bên bán họ, mình phải lựa chọn một cái người môi giới uy tín, đúng không? Để mà cái người môi giới uy tín ấy, được đánh giá qua nhiều việc, qua trang phục, qua cách ăn nói, qua cái tác phong nghề nghiệp, qua cái uy tín của họ trên cái lĩnh vực của họ. Thì nhiều thì chúng ta chọn lấy một người môi giới, nhiều người môi giới ta chọn lấy một người môi giới, đúng không? Đấy. Thì chúng ta bước tiếp theo đó là chúng ta đàm phán ký kết hợp đồng. Thì khi mà đàm phán ký kết hợp đồng ấy, phải đúng người sở hữu là một. Người sở hữu là người gì? Là người có tên trong sổ đỏ. Mà nếu chúng ta ví dụ như là vợ họ có tên sổ đỏ thì chúng ta chỉ đàm phán với vợ họ. Và trong nhiều trường hợp ví dụ có vợ lẫn chồng thì mình cần phải đàm phán luôn với người chồng để cùng nhau thống nhất. Nhớ đâu là người vợ họ bán ví dụ sổ đỏ có tên cả vợ lẫn chồng nhé. Mà vợ họ họ nhận quyết định bán nhưng mà chồng họ lại không bán thì sao? Đấy. Chúng ta cũng phải chú ý cái trường hợp đó. Và có nhiều lúc nhá, chúng ta phải đàm phán với người ủy quyền nữa. Và lưu ý một điều là người ủy quyền thì phải được văn bản công chứng thì mới có giá trị. Chúng ta phải kiểm tra chứng minh thư, kiểm tra giấy kết hôn
Đấy, đối chiếu hợp đồng mua và hợp đồng bán thì nó mới có quyết định được, đúng không? Yếu tố tiếp theo là khi mà chúng ta đàm phán ký kết hợp đồng ấy thì đôi lúc là sổ đỏ chưa được cấp thì sao? Trong trường hợp sổ đỏ chưa được cấp thì làm như thế nào? Trong trường hợp mà sổ đỏ bạn ấy mà nhà nước chưa cấp, phải đợi 1 năm nữa chẳng hạn. Chẳng hạn là mua bán chung cư hoặc là mua bán cái nhà đất nào đó mà nhà chưa mà gia chủ chưa có sổ đỏ, thì mình đề nghị là các bạn nên sử dụng hợp đồng đặt cọc. Và cái hợp đồng đặt cọc ấy thông thường bạn phải đặt một cái giá trị là thông thường là bạn cần phải có đặt 80% cái giá trị của cái tài sản đó thì bạn mới mới được thanh toán. Và sau khi thanh toán ấy thì bên ủy quyền ấy họ sẽ ủy quyền cho bạn nhận cái sổ đỏ đó. Và mình nhắc lại một lần nữa là cần phải công chứng, cần phải công chứng cái hợp đồng đặt cọc này. Mình nhấn mạnh nhé, nhấn mạnh cái điều này rất quan trọng, công chứng cái hợp đồng đặt cọc này để tránh cái trường hợp mà xấu xảy ra. Cái vấn đề tiếp theo là vấn đề công chứng. Công chứng thì chúng ta công chứng cái nơi mà có thẩm quyền, ví dụ như là ủy ban nhân dân cấp xã phường, phòng công chứng thuộc tỉnh nơi có nhà đất. Cái phí công chứng đó các bạn thì nó tầm 50.000 đồng thôi, để yêu cầu công chứng thôi. Còn trong trường hợp chúng ta mua nhà đất mà từ 50 đến 100 triệu ấy, thì phí nó là 100.000 đồng. Còn trong trường hợp là 1 tỷ ấy, 100 đến 1 triệu đến 1 tỷ ấy, thì nó là 0,19, 0,19% của giá trị nhà đất đó. Thì chúng ta còn phải phải thống nhất với nhau xem thử là bên mua bên bán bên nào sẽ trả cái tiền công chứng đó. Chẳng hạn bên mua sẽ trả, hoặc là bên 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 bán sẽ trả cái tiền công chứng đó, đúng không? Đấy. Và chúng ta còn phải kiểm tra cái sổ đỏ, kiểm tra sổ đỏ, hiện trạng sổ đỏ với cái nhà đất mà chúng ta đang mua. Ví dụ như là cái sổ đỏ đó nó được được làm vào năm 2000, đúng không? Nhưng mà năm 2017 2015 đi chẳng hạn, thì gia chủ họ đã đập cái nhà nó đi rồi. Họ cắt một mảnh đất cho người em hay người anh gì đấy. Và sổ đỏ nó chưa cập nhật. Thì bạn cần phải tỉnh táo, bạn so sánh với thứ là hiện trạng ngôi nhà nó quay theo hướng nào, nó mấy tầng mấy cấp, nó như thế nào, mảnh đất của chúng ta có giống như trong sổ đỏ không. Nếu không giống thì cần phải xác định, cần phải công chứng, cần phải cam kết giữa giữa đôi bên, đúng không? Và không phải cái người công chứng viên nào thì nó cũng soạn đúng cái mẫu công chứng của bạn đâu, đúng 100% thôi. Có nhiều lúc nhá, cái người công chứng viên đấy họ lấy cái mã văn bản công chứng của người A đem đưa cho người B, đúng không? Và họ chưa sửa lại, thì mình cần phải tỉnh táo, mình xem coi thử là có gì khác nhau giữa giữa cái văn bản công chứng nó với cái nhà đất, cái sổ đỏ hiện tại của gia chủ mà mình cần mua, đúng không? Và chúng ta tính sửa sau cho nó phù hợp, đúng không? Nhiều khi là bút khe sai thì gà chết, nhiều trường hợp là khi kiện tụng rồi người công chứng nó, cái văn bản công chứng nó không có giá trị, thì như thế thì sẽ rất là phiền hà cho chúng ta. Còn vấn đề cuối cùng là vấn đề mua bán nhà căn nhà khu chung cư chẳng hạn, thì chúng ta còn phải đối chiếu sổ đỏ để xem hiện trạng thực tế. Ví dụ như là diện tích của trong sổ đỏ ghi là 80 m², nhưng mà cái người gia chủ họ nói với bạn là tôi bán cái mảnh đất này trị giá là 100 m² đấy, họ yêu cầu bạn là trả tiền 100 m², thì bạn cũng phải nói rõ với gia chủ, cái người bán rằng tôi chỉ mua 80 m² đúng như trong 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 sổ đỏ thôi, tôi không mua nhiều hơn nữa đấy. Thì nhiều lúc phải kiểm tra cái thời hạn sử dụng nữa, đúng không? Thời gia hạn sở hữu, ví dụ như là bạn ký kết hợp đồng với bên bên bán ấy, là bạn sở hữu căn hộ chung cư là 40 năm, thì hết 40 năm thì bạn sẽ không còn là chủ nhân của ngôi nhà đó nữa. Đấy, chúng ta cũng phải kiểm tra cái vấn đề đó nữa.
Và chúng ta phải kiểm tra cái trang thiết bị điện nước, các chi phí tính toán, chi phí chung, ví dụ như điện nước khu chung cư quạt này nọ đấy, chúng ta cũng xem xét thử để thống nhất giữa bên mua và bên bán hợp đồng, có người công chứng, có người làm chứng đàng hoàng, như thế thì nó mới an toàn được đấy. Còn cái vấn đề mà để mua một căn hộ hay là một căn chung cư hoặc là một mảnh đất rẻ thì tôi sẽ trình bày với các bạn sau. Các bạn vui lòng là inbox cho tôi hoặc là comment phía dưới thì tôi sẽ trả lời để mà cái cách chúng ta mua rẻ một căn nhà, cách để chúng ta mua an toàn một mảnh đất, một căn nhà hay là một khu chung cư gì đấy. Và cái buổi chia sẻ của tôi đến ngày hôm nay đến đây là kết thúc, và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái buổi chia sẻ tiếp theo.